Thế Hằng ngồi học năm thế tập Dạ. Mấy bạn vô chơi thầy. bạn vô rồi đó, lấy tập sách ra. Dạ. Mít Ai chuẩn bị chưa? Dạ chưa. Chưa nó làm gì mà chưa nữa. Đã gọi mà nói cho vui. À. Rồi chúng ta sẽ qua chương 9 nha, hệ thần kinh và giác quan. Các em mà bữa nay không có vô học là chiều thầy điện phụ huynh liền đó. Bữa trước thầy nói rồi, nhắn tin hết trơn rồi, không có chịu Bữa vô nay học học tiết thầy á, là còn đông á, chứ gặp mấy bữa trước là chỉ đúng là 8 hoặc 7 bạn thôi. đúng ai đông cái gì đâu, đông 7 đứa à, không thành này không có nè, tố tố nè, tố tố không có nè. Rồi em ta ghi tựa bài đi nha. Bài 43 giới thiệu chung về thần kinh. Một là mã là cấu tạo, ở trong sách chúng ta cái phần một là mã và neuron đó chúng ta không có học ha. Chúng ta sẽ quan sát hình, đây là hệ thần kinh, thần kinh của con người ha. Hệ thần kinh của con người từ trên dưới này có não bộ, não bộ thì nó có não bên trong, ở ngoài nó bao bọc bởi lớp xương cứng ngoài gọi là hộp sọ. Não này sẽ nối với một hệ thống dây thần kinh dưới đây được gọi là tủy sống. Tủy sống này sẽ nằm ở trong xương xương sống, cột sống à, xung quanh. Thì tủy sống này nó sẽ có những cái lỗ nhỏ, không? Nó sẽ dây thần kinh ở trong đây sẽ đi ra ngoài, đi khắp cơ thể, không? Những dây thần kinh đó gọi là dây thần kinh tủy, ha. Dây thần kinh xuất phát từ tủy sống, ha. Cái phần não này nó gọi là phần thần kinh trung ương, ha. Còn cái phần phía dưới dây thần kinh này ta gọi là
thần kinh về ngoại biên, là bên ngoài đó, những vùng bên ngoài. Có ghi vào không thầy? Ghi vào, ghi vào. Hệ thần kinh gồm có bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương là gồm có não và tủy sống. Còn bộ phận ngoại biên là gồm có dây thần kinh và hạch thần kinh. À. Bài này là chỉ giới thiệu chung thôi, giới thiệu sơ thôi, những thành phần và chức năng thôi. Ăn gì được không Hân? Bé ăn gì được không? Bé ăn không thấy trả lời thầy nha. Rồi thầy ơi. À, được thầy. À, chúng ta sẽ qua hai la mã là chức năng. Chức năng đây thì sẽ có hai phần lớn ha. Thứ nhất là hệ thần kinh vận động. Vận động là nó có liên quan đến cơ xương ha. Thì nó sẽ có chức năng là điều khiển hoạt động của cơ vân ha. Đó là một cái hoạt động có ý thức nha. Có ý thức là có sự kiểm soát của con người ha. Hệ thần kinh thứ hai là hệ thần kinh sinh dưỡng, là điều hòa các hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản. Những hoạt động đó thì nó là hoạt động không có ý thức à, chúng ta không có kiểm soát được. Ví dụ như tim đập mà chúng ta không kiểm soát được, hoặc là khi mà thức ăn vào trong dạ dày có bóp thì nó ta không kiểm soát được à. Hệ thần kinh vận động thì chúng ta, ví dụ tay chúng ta muốn nhấc lên thì chúng ta nhấc lên, đẩy xuống thì chúng ta đẩy xuống, thì đó là chúng ta kiểm soát được à, đó là hệ thần kinh vận động. Thầy ơi, cái này có ghi không thầy? Ghi, ghi, thấy cái tay ghi không? Thấy cái hình cái tay ghi không? Cái nào có cái hình cái tay ghi là chúng ta ghi vào nha. Vậy mới nãy đâu có đâu thầy. Đúng rồi đó thầy. Có là sao? Em nói giỡn á. Ha, Quyến ha. Mất linh tinh nha Quyến. Đó, mình là được có mấy em đây là học là nghiêm túc nhất nè, còn mấy đứa kia là quá lười rồi, nhắc phụ huynh nhắc nhở cũng không chịu học. Mai mốt là ông ta vào học, ông ta học tiếp theo chương trình đó, chứ không có học tiếp lại quay lại đâu nha, học tiếp theo chương trình đó. Thầy ơi, khi nào trong học trong trường thầy? Sao không thành? Khi nào mình vô học chơi lại trong trường thầy? À, chưa, chưa có thông báo nè. Rồi à. Kiếm tao bài học là bài học tiếp tục theo chương trình. Có thể là tập trung vào kiểm tra ha. Em nào mà không chịu học mới mốt tới đó là không có bài để học. Em nào mà học thiếu bài, thiếu tiếng thì nhớ liên hệ với bạn bè xin bài giúp vô rồi tìm hiểu thêm sách giáo khoa. Cái nào không hiểu thì điện cho giáo viên chủ nhiệm hoặc là giáo viên bộ môn để hỏi. Yeah.
Không rồi, em tao gạch ngang, ghi bài 45. Dây thần kinh tủy. Thầy ơi. Gì hăn? Ghi xong rồi. Hả? Em chưa ghi xong thầy ơi. Chưa ghi xong nữa hả? Chưa thầy. Rồi ghi đi, nhanh lên, cho một phút. Trời thầy ơi. Chụp lại đi. À, em chụp màn hình lại ha. Tính bên này không học ta. Tiết đầu bạn có học mà thầy. Thầy làm sao bạn sợ luôn. Rồi, bài 45. Dây thần kinh tủy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí của dây thần kinh tủy. Đây là tủy sống. Tủy sống nối não bộ ha, và nằm trong cột sống. Đây là cái đốt sống cổ thứ nhất. Đây là cái đốt sống thắt lưng thứ hai. Cái phần này là cái phần lưng chúng ta nè ha. À, dây thần kinh tủy đó là nói từ đốt sống cổ thứ nhất cho đến phần cùng của xương cục sống này, đây chính là đốt sống cục và đốt sống cục cuối cùng ha. Đó, bắt đầu từ phần này, từ trên đây tới dưới ha. Dây thần kinh tủy mà là tính là từ tủy sống này, nó sẽ từ mỗi một đốt này ha, tủy sống nó sẽ đi ra các cái khe ở trong cái đốt sống đi ra ngoài ha, những dây thần kinh ở vùng này ha, gọi là dây thần kinh tủy, nó bắt nguồn từ tủy sống đó nha. Đây là cái lát cắt ngang của một đốt sống ha. Đây là tủy sống nè, phần tím này tủy sống nè. Thì sống này có các cái lỗ ra ngoài nè ha, dây thần kinh nó sẽ đi ra ngoài nè. À. Cái này nhìn có quen quen không? Sợi dây ly tâm nè, sợi dây hướng tâm nè, quen không? Ngày thầy có nhắc chúng ta nói ba rồi nè. Nhắc thằng phản xạ đó, cung phản xạ rồi đó, xung thần kinh rồi đó. Này. Dây thần kinh tủy nè, ha. Từ trong cái đốt sống đi ra, ở trong tủy sống đi ra các khe của đốt sống nè, ha. Phần này những cái này là ở cuối cái nón tủy, đây phần này là phần nón tủy. Và những này là sợ rễ tủy, cũng nó đi ra ngoài luôn, ha. Đó, trên đây là cái đốt thắt lưng, còn dưới đây là cái phần eo ha, và đốt xuống cục nè, cục ha. Đó là mã cấu tạo của dây thần kinh tủy. Rồi, dựa vào đoạn thông tin trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này. Xem coi dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào. Em nào đọc đoạn thông tin sách giáo khoa coi. Em nào xung phong đọc. Em xung phong đọc thì giơ tay nó nha, có cái biểu tượng giơ tay đó. Tín xuất hiện rồi nè. Quyến đọc đoạn thông tin cho Quyến. Thầy ơi, bên em ồn lắm, đang mưa. Em ở đâu mà mưa? Ở Bình Dương. Em đi Bình Dương làm gì? À, Quyến. Nào về em nói cho nghe.
Dạ tại cái khúc nghỉ á, là lên đây chơi lâu rồi thầy, tới bây giờ luôn á. Vậy đó hả? À, Như Ý đọc qua Như Ý. Dạ thầy, là cấu tạo của dây thần kinh tủy có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau, rễ cảm giác, và nhóm sợi thần kinh vận động nói với tủy sống bằng các rễ trước, rễ vận động. Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta sẽ có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi một dây thần kinh tủy nó được nối với tủy sống. Thấy không? Nối với tủy sống nhưng mà nó sẽ có hai cái rễ, rễ trước và rễ sau. Rễ trước nó gọi là rễ vận động. Rễ vận động gồm có các sợi ly tâm. Ly tâm nha. Ly tâm là từ tủy sống đi ra cơ xương, thấy không? Rễ sau là rễ cảm giác, gồm các sợi là hướng tâm. Hướng tâm là từ bên ngoài vào, đó là từ da nè, đi vào tủy sống. Các bạn nhớ là ly tâm là chứ là từ trung tâm đi ra, còn hướng tâm là từ bên ngoài đi vào trung tâm. Các rễ tủy này sẽ đi qua các lỗ gian của đốt sống là phải, nên thầy nói đó, mỗi đốt sống nó có các cái lỗ khe nhỏ, nó đi ngang đó, nó sẽ đi qua cái lỗ đó và nó nhập lại dây thần kinh tủy. Đó chưa? Đây, nhìn lên cái hình nè, sợi hướng tâm nè, thấy không? Từ cái cơ quan cảm giác này ra nè, nó đi vào, thấy không? Đi vào ha, nhớ là từ đây nó đi vào, và xung thần kinh nó đi vào, thấy không? Đi vào đến từ tủy sống, thấy không? Đó là xe rễ sau. Còn rễ trước là từ tủy sống này nó đi ra đến các cơ quan vận động. Thầy ơi, mất tiêu rồi. Thầy giới thiệu coi cái hình chúng ta coi trước nè, để chúng ta hiểu hơn. Tính hai cái sợi này nó sẽ gộp lại gọi là sợi dây thần kinh tủy, thấy chưa? Hai sợi này nè, thấy chưa? Hai sợi này là một dây thần kinh tủy. Bên đây nó cũng có một cái nữa, nó gọi là mỗi một đốt nó sẽ có một đôi dây thần kinh tủy, thấy chưa? Một nè, một là một đôi, đôi là hai đó, thấy không? Hai bên, thấy không? Đốt sống nó có hai bên, thấy chưa? Rồi, ghi cái đoạn này vào. Phần này là thầy nhớ thầy có giới thiệu chúng ta rồi đó mà, tung phản xạ rồi đó, kinh hướng tâm, kinh ly tâm, dây trung gian, em có chắc không nhớ đâu hả? Xong rồi, ta qua hai la mã là chức năng của dây thần kinh tủy. Chưa xong thầy ơi. Chưa xong thầy hả? Không ghi hả thầy? Hả? Chưa xong thầy ơi. Cơ thể người có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy được nối với tủy sống, gồm có hai rễ, là tất nhiên là từ tủy sống đi ra ngoài là có. Ừ, ghi cái này không thầy. Hả? Sao hăng? Nhớ nha, cái này là mỗi dây thần kinh tủy thì nó có hai rễ nha.
mà mỗi một đốt sóng thì nó có hai cái dây thần kinh tủy, là ta gọi là một đôi đó, hai bên là một đôi. Rồi hay ơi. Rồi. Hăng xong chưa hăng? Để một chút xong mà thầy lưu video lại, thầy đăng lên nhóm cho. Thế nào không kịp thì lên đó xem lại ha. Ta qua hai la mã. Chức năng của dây thần kinh tủy. Để tìm hiểu chức năng nó thì người ta sẽ làm hai cái thí nghiệm ở trên con ếch. Thí nghiệm thứ nhất, người ta sẽ dùng cái chất hóa học HCl. HCl là gì? HCl là gì? Em nào biết HCl là gì nè? Có ai biết HCl là gì không? Thùy Linh, Thùy Linh, cho thầy biết coi HCl là gì Thùy Linh? Em không biết thầy ơi. Thùy Linh không biết luôn. HCl là gì không biết? Hero chloro. Trời ơi nghi tức ghê. Hero chloro nó là chất khí rồi. Này là dung dịch nha, dung dịch. Nó chính là axit chlorhydric. Axit chlorhydric. Đây, điều kiện của thí nghiệm này chính là gì? Rễ trước bên phải bị cắt đi. Này, nhìn xuống cái hình thầy có giới thiệu nè, đây chính là rễ trước nè, sợi dây vận động nè, ly tâm nè. Người ta sẽ cắt ngang đây, mắc bỏ cái dễ này, cắt ngang đây. Rồi sau đó người ta sẽ kích thích vào cái chân của nó, chân bên phải ha. Dung dịch axit chlorhydric 1%. Người ta sẽ kích thích vào đây, ở trên da một chân bên phải. Thì kết quả thí nghiệm sẽ cho chúng ta thấy là cái chi sau bên phải chính là cái bên phải này nó không có động đậy hết, là cái cơ này nó sẽ không có động đậy gì hết. Nhưng mà hai cái chi trước ở trên với cái chi bên trái kia thì nó động đậy. Chỉ có cái chân phải này nó không có động đậy. Không nhúc nhích, không co gì hết. Cái này là cái thí nghiệm nè ha. Rồi, từ kết quả thí nghiệm đó thì chúng ta rút ra được kết luận gì về cái chức năng của rễ trước? Tới đây là hiểu được chưa? Hiểu không? Hiểu tới đây không? Em nào không hiểu thì nói nha. Này nó hơi chiều tượng một chút. Nhắc lại thí nghiệm ha. Đây. Theo cái dẫn truyền cái xung thần kinh á, thì là khi chúng ta kích thích vào da. Cơ thể ví dụ như đây là con ếch này, nãy nói là chi phải đó, kích thích vào chi phải của nó thì nó đau chi phải, thì sẽ hiện lên, sẽ truyền lên thần kinh trung ương, tủy sống lên thần kinh trung ương. Thần kinh trung ương sẽ trả lời xuống là bằng cách là sẽ truyền cho thần kinh sợi ly tâm này đến cơ này rút lại làm cho cái chân nó co lại, không? Rút lại làm cho cái chân này nó co lại. Đó. Nhưng mà theo cái thí nghiệm của ta thì ta sẽ cắt cái sợi dây này đi, thì khi chúng ta kích thích vào đây, vào da của nó và cái chân phải của nó, dây thần kinh vẫn truyền đi lên não đàng hoàng luôn. Và não trả lời luôn, kêu truyền một dây thần kinh ly tâm ra, kêu nó co chân lại. Nhưng mà khi nó đến đây, cái này đã bị cắt đứt ở chỗ này, thì cái chân của nó có co lại được hay không? Tất nhiên là nó không co lại được, phần cơ này sẽ không co lại được, tại vì nó không có liên hệ được với thần kinh, dây thần kinh. Thần kinh này bị cắt đứt đây rồi, cắt đứt liên hệ này, nó không có co lại được.
bốn bốn chi nhưng mà cái chi này bị cắt đứt thì chi này sẽ không không co lại được, ba chi không bị cắt đứt nên vẫn co được, nhúc nhích được. Vậy thì cái để trước này có chức năng gì ha? Tiến trả lời được câu hỏi này không Tiến? Đằng Trung Tiến đâu rồi? Dạ thầy. Em trả lời câu hỏi này được không? Dạ không. Không luôn ha? Thầy giới thiệu minh họa rõ ràng luôn rồi mà. Em nào trả lời được câu hỏi này, trả lời đúng chính xác là có điểm đó nha. Duy, Khánh Duy. Khánh Duy đâu rồi? Em đây. Trả lời được không? Dạ không. Không luôn hả? Rồi thầy sẽ hướng dẫn ta tìm hiểu câu trả lời luôn. Này, cái rễ trước này chính là sợi dây ly tâm này, chính là nó dẫn truyền xung thần kinh vận động. Nhớ nè, sợi ly tâm nó chính là sợi vận động từ trung ương thần kinh cho đến cơ quan phản ứng, từ trung ương thần kinh nè và đến cơ quan phản ứng, đây là cơ và xương. Cụ thể trong cái thí nghiệm này chính là cái chân của cái con ếch, đúng chưa? Nó là rễ trước đó. Bởi vì người ta sẽ khi mà người ta cắt sợi rễ trước này đi thì nó sẽ không có cái vận động được, thấy không? Tại vì cái điều khiển vận động của nó không có. Cái mũi tên của thầy là xung thần kinh đi nè, từ trung ương nè đi xuống nè, tới đây nó bị ngừng ở đây rồi và nó không có cái lệnh đi xuống tới phần cơ nên cơ nó không co lại đó. Vậy thì cái chức năng của này chính là dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đến các cơ quan phản ứng. Cơ quan phản ứng chúng ta là các cơ quan vận động rồi kia đó, cơ đó. Chúng ta ghi cái đó vào nha. Một cái thí nghiệm thứ hai. Tính năng nghiệm này người ta không có cắt cái dây trước nữa, rễ trước nữa mà người ta cắt cái rễ sau giờ này. Này, cắt cái rễ sau. Tổ cái chi bên trái. Nãy là cắt bên phải, bây giờ cắt bên trái. Rồi sau đó người ta sẽ kích thích HCL này, dung dịch axit hydrochloric này chế vào cái chân bên trái của nó. Chế vào đây. Kết quả chính là không có cái chi nào co hết, là bốn cái chân nó không nhúng nhích gì trơn á, hay nói khác đi là nó không có cảm giác. Ở đây đổ axit vào đây không có cảm giác. Đây đường dẫn truyền xung thần kinh bình thường nha, cái này là hình bình thường nè. Khi chúng ta tác động vào trong da, ví dụ như ở đây trường hợp là có con ếch đi, chân trái đi, tác động vào cái chân trái của nó đau đi, cái nó sẽ truyền cái cảm giác xung thần kinh đó đến tủy sống. Tủy sống thì truyền lên não bộ xử lý, trong đó não bộ sẽ dẫn cái xung thần kinh đi xuống cái rễ, rễ trước đi xuống cơ của nó. Khi đau thì nó sẽ co chân lại, đó là cái
phản xạ bình thường. Còn như cái trong điều kiện này, người ta sẽ cắt cái sợi dây rễ sau này đi. À, cắt sợi sau này đi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là rễ sau này nó có chức năng gì? À, cắt đi thì không có nhúc nhích gì hết. À, cắt đi tới đây, chế axit vào đây và tới đây thôi. Xung thần kinh không đi tới đâu được, tại vì cái sợi này đã bị cắt đứt rồi, không còn liên hệ nữa. Nên bốn cái chi của nó không có nhúc nhích gì hết, không có phản xạ, không phản ứng gì hết. À, từ đó ta rút ra được kết luận gì về cái chức năng của cái sợi rễ sau này? Thầy nói thì mấy em nắm rõ không? Có chỗ nào rối không hiểu thì nói nha. Rồi, Trung Tiến. Dạ thầy, chức năng của rễ sau là dẫn truyền xung thần kinh cảm ứng từ trung ương thần kinh ra cơ quan. Ra hay vào nha, có ngược ngược rồi đó. Ủa? À, rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm ứng từ cơ quan phản ứng và tới trung ương thần kinh, đúng thầy? Rồi, cảm ơn em. Chính xác. Cái rễ sau này sẽ có chức năng là dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng, cơ quan thụ cảm chứ không phải cơ quan phản ứng. Cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh. À, còn cái ông rễ trước kia thì từ trung ương thần kinh sẽ đến cơ quan phản ứng. À, còn này là cơ quan thụ cảm, nơi tiếp nhận cảm giác da nè, thần kinh nè. À, chính trả lời gần chính xác rồi đó. Còn chút xíu nữa chỉ cứ hát coi chỗ là cơ quan thụ cảm với lại cơ quan phản ứng thôi. À, ta ghi cái đoạn nó vào. Rồi, tiếp theo có một câu hỏi thế này. Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Nghiên cứu thông tin trả lời cho này. Câu này dễ nè. À, Quyến. Quyến trả lời. Quyến. Dạ theo thầy là theo em là có 31 đôi dây thần kinh tủy là dây pha gồm có các sợi thần kinh hướng tâm nối với các tủy sống qua rễ sau, các bó sợi thần kinh ly tâm nối với tủy sống bằng rễ trước. Mình đọc đoạn thông tin, mình đọc cái thông tin đó là mình phải lược ra nha Quyến. Dạ. Em chứ phải đọc không gì đâu. Rồi Tín trả lời lại cho Tín. Trần Trung Tín. Dạ. Trả lời cho ai? Em đâu biết đâu thầy. Sao giơ tay? Nãy quên bỏ xuống. Rồi như ý. Dạ thầy là vì dây thần kinh tủy là dây pha, là vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau. À, cảm ơn em. Hey, dây pha chứ là dây tổng hợp thôi, nhớ thì dây pha chứ là dây tổng hợp giữa rễ trước và rễ sau thôi, hai rễ trước và rễ sau nó nhập lại, thấy chưa? Nãy lúc đầu này nó nói rồi đó, rễ trước và rễ sau nó nhập lại chính là dây thần kinh tủy. Thì nó vừa có rễ trước và rễ sau, người ta gọi là dây pha. Thấy chưa? À, quay lại cái hình này nè. Để thầy
nói thêm. Đây. Đây. Rễ. Rễ sao nè, à, chính là từ tủy sống đi ra nè, rễ sao nè. Từ tủy sống đi ra là rễ trước nè, là hai sợi dây thần kinh đúng không? Thì hai cái này chính là dây thần kinh tủy. Vừa có rễ trước và rễ sau đi vào và đi ra. À, không? Thì gọi là dây pha. Thấy không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Yeah. Rồi chúng ta ghi đoạn thông tin này vào. Thêm vài chữ đi chúng ta dễ hiểu hơn nào. Đây có cái bài tập. Trong cơ thể người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy? Quá dễ. Ai trả lời cái này trai? Ai giơ tay nhanh lên là à, Công Thành. Dạ thầy là câu C. Cái gì? Mấy? Là câu C 31 đôi. C 31 đôi, à, câu này quá dễ nha Thành. Rồi, đáp án chính xác. Câu thứ hai. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Này cũng dễ luôn. Nói thắc thầy luôn. Ai trả lời câu hỏi này? Có bốn em đang giơ tay. À, Thùy Linh mới thấy giơ tay nè. Thùy Linh đâu trả lời coi. Dạ thầy, dây thần kinh tủy gọi là dây pha vì rễ trước và rễ sau nhập lại thành dây thần kinh tủy, gồm có dẫn truyền xung thần kinh vận động và dẫn truyền xung thần kinh cảm giác. À, mình đọc chính xác quá ha. Rồi, cảm ơn em. Câu hỏi của em nha. Câu trả lời là chính xác rồi đó. Bài sau á, tuần sau á, chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài 46, bài 47. Đúng chưa? Về nhà đọc sách trước tìm hiểu cái này, ở nhà cho đọc sách trước tìm hiểu cái này. Ở bài 46 là bài trụ não, não giữa là trung gian, chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí của nó. Thứ hai là chức năng. Còn đối với cái bài 47 là đại não, chính là chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của đại não, tìm hiểu chức năng của đại não. À. Gì thầy, bại não hả thầy? Đại não, bại đâu mà bại. Đại não là não lớn đó, bán cầu đại não là não lớn đó. Ăn bây giờ ghi bài kịp không? Ăn. Dạ. Ghi bài kịp không? Đấy ơi, bằng một là mã ghi từ có 31 đôi đến hết rồi. À. Để chút thầy gửi bài lên nhóm cho. Dạ. Học mà sao nồm nằm giặt nằm giữa với Tàn? Xong chưa thầy? Xong chưa thầy? Trời ơi, xong chưa? Xong chưa thầy ơi?